ngày 19 tháng 7 năm 2024, đua xe Vinda hoàn thành và vận chuyển 6 mô-đun nặng 4.162 tấn đến thành phố công nghiệp Jalapan, Qatar sau hơn một năm sản xuất. Đây là 6 trong số 18 mô-đun có tổng trọng lượng 12.913 tấn thuộc dự án Jalapan Petrochemical, được ký kết với liên danh Samsung Engineering CPCI vào ngày 29 tháng 5 năm 2023. Điều đặc biệt của dự án này là toàn bộ kết cấu thép đều được mạ kẽm chống nóng và lần đầu tiên đua xe Vina áp dụng vật liệu chống cháy dàn vữa trên kết cấu thép. 12 mô-đun còn lại sẽ được chia thành 3 chuyến xuất hàng và cũng đang được lắp ráp để kịp hoàn thành dự án vào tháng 12 năm 2024. Những mô-đun này sẽ tham gia vào quá trình sản xuất 2,08 triệu tấn ethylene tại nhà máy Jalapan Petrochemical sau khi đi vào vận hành vào năm 2026. Tính đến nay, nhà máy này là cơ sở sản xuất ethylene có quy mô lớn nhất thế giới. Ban giám đốc công ty gửi lời chúc mừng đến tất cả những công nhân viên và phòng ban tham gia vào dự án Jalapan, đồng thời chân thành cảm ơn những nỗ lực đóng góp của các bạn vào sự phát triển của công ty.